Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Nhịp cầu du học, chương trình do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nói về du học thì ở thời điểm hiện tại có rất nhiều cơ hội du học dành cho người Việt Nam ở nhiều độ tuổi, và trong số đó thì việc nhận được học bổng được tài trợ toàn phần từ chính phủ là một trong những điều mà rất nhiều người ao ước. Nói về điều này thì học bổng Chevening là học bổng tài trợ toàn phần của chính phủ Anh, là một học bổng vô cùng danh giá, nhận được sự quan tâm và cũng là mơ ước, là mục tiêu của rất nhiều người. Vậy thì ứng cử viên sẽ cần phải lưu ý những điều gì và đâu là những cơ hội sẽ mở ra cho những nhân vật xuất sắc nhận được học bổng Chevening? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ với hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Thưa quý vị, Phương Nguyên xin được trân trọng giới thiệu bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Huỳnh Lê Khánh, anh vừa xuất sắc nhận được học bổng Chevening của chính phủ Anh. Trước khi chúng ta trò chuyện với hai vị khách mời thì Phương Nguyên xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Chevening là cánh cửa để mở ra chân trời mới, là bước đầu tiên trong việc mình có thể và tự dám thay đổi. Chevening với mình là một gia đình, với mình là một điểm khởi đầu. Học bổng Chevening đã đem lại cho mình những trải nghiệm cực kỳ thú vị về văn hóa Anh Quốc, về con người, về đức tin, những thắng cảnh đẹp đến nao lòng của xứ sở sương mù. Chevening cũng mang lại cho mình bạn bè quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, giúp mình cập nhật thêm những hiểu biết về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về đời sống sinh hoạt của người dân mà khó có thể tìm thấy được trên TV, báo đài hay thậm chí là Internet. Mang lại cho mình cơ hội để mình mở rộng mối quan hệ của mình đối với những anh chị Chevening khác đến từ Việt Nam cũng như là đến từ những quốc gia khác. Mọi người đều rất là thông minh, đều rất giỏi, đều rất thân thiện. Chevening giống như là một gia đình thứ hai của mình. Vậy nên Chevening cho mình nhiều hơn là một cái học bổng. Chevening cũng cho mình cơ hội cống hiến rất là nhiều cho cộng đồng và xã hội. Đầu tiên xin mời bà sẽ chia sẻ về ý nghĩa của học bổng Chevening cũng như là mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa chính phủ Anh và Việt Nam. Chevening là một chương trình toàn cầu cực kỳ quan trọng, giúp những người xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới đến học các khóa thạc sĩ một năm tại các trường đại học ở Anh. Các học giả Việt Nam từ nhiều lĩnh vực như quan hệ quốc tế, kinh tế, du lịch và khoa học đã học tập ở Anh và gia nhập mạng lưới Chevening. Như vậy thì chương trình học bổng Chevening đã có từ rất lâu và đến thời điểm hiện tại là đã hơn 30 năm. Vậy thì đâu là những kết quả mà chương trình học bổng Chevening đã đạt được trong khoảng thời gian vừa qua? Tôi nghĩ điều quan trọng là mạng lưới học giả Chevening đã tạo ra một cộng đồng cựu học giả tuyệt vời. Họ đã xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động như các chương trình tư vấn. Những học giả Chevening ấy còn giữ những vị trí quan trọng trong chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam. Và ở vòng ứng tuyển đầu tiên thì các ứng cử viên sẽ phải viết 4 bài luận với 4 chủ đề khác nhau, đó là về khả năng lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng, mạng lưới mối quan hệ, việc học tập ở Anh cũng như là kế hoạch cho sự nghiệp. Vậy thì đâu sẽ là những lời khuyên dành cho những ứng cử viên khi tham gia vào vòng đầu tiên để thể hiện được bản thân trong những bài essay, những bài luận của vòng Chevening Scholarship? Câu hỏi rất hay. Tôi biết một số khán giả cũng sẽ rất hào hứng được lắng nghe câu trả lời. Đây là ba mẹo của tôi cho việc ứng tuyển Chevening. Thứ nhất, hãy sắp xếp bài luận của bạn một cách rõ ràng và có cấu trúc, vì bài luận không dài đâu. Thứ hai, hãy nhấn mạnh những đóng góp của bạn trong công việc và cách bạn đã tạo ra sự khác biệt. Cuối cùng, hãy thực sự thể hiện sự quan tâm và lý do bạn muốn học ở Anh. Học bổng Chevening chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam, nên chúng tôi muốn thấy bạn sẽ làm gì để củng cố mối quan hệ đó. Bạn không thể kiểm soát những cạnh tranh xung quanh mình, hãy chỉ kiểm soát những gì trong khả năng của bạn và làm hết sức để thể hiện bản thân mình trong bài luận. Mình nghĩ rằng là mình cũng có ba cái từ khóa. Cái từ khóa đầu tiên mình nghĩ đó là cái tố chất
và cái tiềm năng của mỗi ứng viên. Training tìm kiếm những người mà có cái tố chất lãnh đạo, có cái tố chất dẫn dắt và có sức ảnh hưởng ở cộng đồng của mình, để từ đó giúp cho cộng đồng có những cái thay đổi tốt hơn trong tương lai. Thì làm sao mà bạn phải bộc lộ được những cái tố chất này của bạn trong xuyên suốt cái bốn cái câu hỏi và câu trả lời đó của mình. Cái điểm thứ hai là một điểm rất rất quan trọng luôn, đó là sự khác biệt. Có thể bạn sẽ có cái tố chất đấy, nhưng mà làm sao để bạn nổi trội được trong khoảng 70.000 hồ sơ trên toàn cầu. Các bạn phải thật sự là chính mình trong tất cả những gì các bạn trình bày, từ những cái ví dụ các bạn đưa ra, hay là những cái trải nghiệm của mình, hoặc là cả những cái kế hoạch lâu dài mà các bạn muốn thực hiện. Đó phải là của các bạn, chứ không thể là một bản sao của bất kỳ ai khác. Và điều cuối cùng đó là cái tính thuyết phục. Bạn phải cho người ta một cái lý do để thấy rằng đây là người mà tôi tin rằng là họ có thể bước vào cái đội ngũ của Chimney Alumni, và họ có thể cùng với tất cả những người khác tạo nên được những cái sự thay đổi tốt hơn nữa trong tương lai. 70.000 hồ sơ là một cái tỷ lệ rất là cạnh tranh, rất lớn dành cho các ứng cử viên khi muốn trở thành một trong những nhân vật xuất sắc được nhận học bổng Chimney. Vậy thì ngoài vòng nộp hồ sơ thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến những điều khác để có thể vượt qua cái tỷ lệ chọi rất là khốc liệt này. Vậy thì những yếu tố khác cũng rất được quan tâm ở đây, đó chính là khi nộp đơn thì các ứng cử viên sẽ cần phải lựa chọn 3 khóa học thạc sĩ từ các trường đại học hợp lệ nằm trong diện xét của học bổng Chimney. Vậy thì làm sao để các ứng cử viên có thể lựa chọn được các khóa thạc sĩ phù hợp với lại mục tiêu, cũng như là phù hợp với lại những cái giá trị của riêng bản thân mình, để từ đó thì cũng có được những cái động lực học tập đúng và duy trì được động lực học tập này trong suốt quá trình học tập ở học bổng Chimney? Đối với Chimney là một trong những học bổng mà họ rất là đánh giá và đề cao cái sự chủ động của người ứng viên. Cho nên bạn phải là người thật chủ động để tìm kiếm trường học cho mình, và bạn phải chủ động để nộp hồ sơ và được trường cấp cho bạn một cái thư mời nhập học không điều kiện. Đây là một điều mà các bạn phải hết sức lưu ý, bởi vì Chimney sẽ không làm việc này thay bạn. Điều thứ hai mình nghĩ là để có thể chọn được trường á, thì chúng ta có một cái từ khóa là phù hợp. Phù hợp với cái định hướng tương lai mà các bạn muốn theo học, phù hợp với lại những cái khoảng trống mà bạn cần lấp đầy khi bạn nhận ra rằng là tôi cần sang Anh để học tập, để phát triển kiến thức và kỹ năng của mình trong một năm đấy. Hệ thống của Chimney nó rất là thuận tiện các bạn chỉ cần lên trên hệ thống, các bạn có những cái từ khóa về ngành học, các bạn đánh vào sẽ ngay lập tức hiện ra tất cả những lựa chọn. Vậy như vậy có thể thấy học bổng Chimney là một học bổng rất danh giá, là mục tiêu của rất nhiều người, và bởi vì vậy thì tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Và theo như Phương Huy được biết là năm nay thể lệ tuyển sinh sẽ có những điểm đổi mới, và những điểm đổi mới này sẽ khác gì so với những năm trước đây? Năm nay có hai điểm mới mấu chốt nếu bạn muốn ứng tuyển học bổng Chimney. Thứ nhất, chúng tôi đã tạo một cổng thông tin trực tuyến mới, giúp việc ứng tuyển dễ dàng hơn. Tôi khuyến khích mọi người xem qua cổng thông tin này. Thứ hai, chúng tôi đã thêm yếu tố học bổng ASEAN vào chương trình. Điều này không thay đổi các bạn ứng tuyển, nhưng bạn có thể chọn để được xem xét trở thành học giả ASEAN Chimney của Việt Nam. Considered to be the ASEAN Chimney Scholar for Vietnam. The Chimney ASEAN Scholarship is a new scholarship to reflect the UK's growing partnership with ASEAN and as part of our Chimney family. So the Chimney ASEAN Scholarship has all of the benefits of our normal Chimney program. After you graduate, you will join the Chimney ASEAN Alumni, which will give you opportunities to engage with ASEAN counterparts and participate in UK ASEAN workshops. As part of our global Chimney Alumni community, you'll be eligible also to bid for funding from our Chimney Alumni Program Fund, organising regional events and projects together. Candidates for the Chimney ASEAN Scholarship should follow the standard Chimney application procedures. At the interview stage, candidates for a scholarship will be asked a question on the region and the relevance to their course of study. We're interested in candidates' passion for the region and for growing UK ASEAN engagement. Vietnamese future leaders, apply for the Chimney ASEAN Scholarship and leave your mark in the region.
sau vòng đơn sẽ là vòng phỏng vấn. Đến với vòng phỏng vấn thì Phương Uyên tin chắc là rất nhiều người sẽ cảm thấy choáng ngợp khi mà bước chân vào một cái, có thể nói là một cái môi trường phải thể hiện bản thân mình, làm sao để phù hợp với những cái nội dung đã viết trong những bài luận và làm sao để không bị lan man, không lạc đề và đánh vào đúng trọng tâm của những điều mình thật sự muốn chia sẻ đến với các giám khảo. Vậy thì ở vòng phỏng vấn này, làm thế nào để gây được ấn tượng với các giám khảo? Theo tôi, điều quan trọng nhất là hãy là chính mình. Chúng tôi muốn tìm hiểu tất cả những gì tốt nhất về bạn. Đây không phải là một bài kiểm tra hay kỳ thi, mà là một cuộc trò chuyện, nơi chúng tôi tạo cơ hội để bạn giải thích lý do tại sao bạn muốn học ở Anh và trở thành học giả Chevening. Và cuối cùng, tôi sẽ hiểu thật rõ ràng lý do bạn muốn ở Anh, đam mê của bạn với lĩnh vực đó. Khánh, chắc chắn bạn có kinh nghiệm từ buổi phỏng vấn của bạn năm nay, phải không? Cũng rất là muốn nhắc các bạn đó là các bạn sẽ phải thật sự hiểu và thật sự biết là mình đã viết cái gì. Và mình phải nhớ rất là rõ từng chi tiết mình viết. Hội đồng họ rất là muốn làm sao để hiểu mình thật là cặn kẽ và rõ nét. Họ muốn có một cái cơ hội để mình được thể hiện điều tốt nhất của mình, rồi sẽ có rất là nhiều những người tham gia vòng phỏng vấn. Và làm sao để mình để lại cái ấn tượng thì đó chính là nói về con người mình. Và cái điểm tiếp theo nữa mà mình tin nó cũng cực kỳ quan trọng, đó là hãy rất là trọng tâm. Mình hãy chỉ mở rộng trong phạm vi cái cuộc hội thoại đó thôi. Nếu người ta hỏi mình về vấn đề gì thì mình hãy kể thêm những câu chuyện của mình liên quan đến vấn đề đó, trừ khi buổi phỏng vấn của bạn vẫn còn thời gian. Và nếu như mà hội đồng đề nghị bạn là bạn có muốn chia sẻ gì thêm ngoài những câu hỏi hay không? Phương Uyên tin chắc là mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái thế mạnh rất riêng mà những người khác không có được. Vì vậy thì thể hiện được chính cái thế mạnh đó và cái màu sắc đó sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn của những ứng cử viên khi cạnh tranh trong một học bổng có một tỷ lệ chọi rất là cao như Chevening Scholarship. Phương Uyên xin được hỏi bà Tổng lãnh sự, đối với những ứng viên đã nhận được học bổng và quay trở về thì bà thấy được mức độ đóng góp của những ứng viên này dành cho Việt Nam cũng như là cho mối quan hệ hợp tác giữa nước Anh và Việt Nam như thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh được 2 tháng và trong mỗi cuộc họp tôi tham gia luôn có ai đó là học giả Chevening. Điều này chứng tỏ rằng các học giả Chevening có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực như khu vực công, khu vực tư, học thuật và giáo dục. Điều đó nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai bên khi những cá nhân đã có kinh nghiệm ở Anh quay về Việt Nam để phát triển và hỗ trợ mối quan hệ Anh-Việt. Điều này cũng chứng minh rằng giáo dục vẫn là trọng tâm trong các hoạt động của Anh tại Việt Nam. Học bổng Chevening chỉ là một phần trong nhiều yếu tố của mối quan hệ giáo dục giữa Anh và Việt Nam, một điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục kỷ niệm, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm ngoái, và sẽ vẫn là trọng tâm trong thời gian tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Như là Phương Uyên đã được lắng nghe từ bà Tổng lãnh sự, là Chevening Scholarship năm nay cũng đã cung cấp thêm những suất học bổng để người Việt Nam của chúng ta tiếp tục phát huy được những cái giá trị của bản thân mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và mối quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam. Mình biết một câu chuyện rằng là có rất là nhiều bạn, khi các bạn biết đến Chevening, các bạn thường nghĩ đây chắc không phải là học bổng mà mình có thể đậu được bởi vì có quá nhiều người giỏi ở đấy. Nhưng mình mong các bạn hãy thay đổi suy nghĩ đấy. Vì nếu như các bạn tin rằng là mình muốn có được một cái cơ hội cho bản thân mình muốn tạo nên được những cái thay đổi tích cực và tốt hơn cho cộng đồng mình đang sinh sống, và các bạn biết rằng đây chính là một cái cơ hội tốt, thì đừng ngần ngại để apply. Well, thank you very much for joining us today. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Khánh đã dành thời gian để có thể truyền lửa và truyền thêm được những cái lời khuyên rất là hữu ích. Rất mong chương trình đã mang lại cho quý vị một khoảng thời gian hữu ích với nhiều thông tin được cập nhật. Còn ngay bây giờ thì Phương Uyên cùng với những vị khách mời xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.